trước mắt các bác và anh em, anh Nguyên đang test và giới thiệu về một cặp loa đến từ Mỹ, hãng Sequin Mega, có model là V30D, một loa sử dụng bát 40 tấp kèn, cấu trúc thùng cực đẹp, đua ra ở phía trên chiếc dép và thụt vào chiếc mát, mở rộng trường âm ở các phía trên dưới trái phải, tiếng tép rất nảy với nhá, lời rõ bát sâu, hát về hay và nghe nhạc đa dạng nhạc. Rất nhiều người yêu nhá. Quá nhiều người luôn. Bác nghe tiếng tách 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 cái này nhá. Thời gian đẹp lánh đen keng. Bát ấp bình sâu lời do. Vui anh biết đâu em hơn rồi. Mà em ưng hồng vì thẹn thùng khi bên nhau. Quá chất bác nhá. Có một lưới bảo vệ này. Đến loa này thùng thành ngon. Lề mới nhá. Thùng thành ngon. Thấy không? Đấy. Sequin Mega sản xuất tại bang Oregon nhá. Mã là V30D. Có hai chân bánh, một là tép nhiều là một can. Tép ít là playback. Hơn hai cổng vào. Đấy. Thì đồ là đẹp anh nhá. Bao zin bao đẹp anh em. Thì em cung cấp với giá là 20 triệu bao zin tặng một cặp dây loa. Có nhu cầu thì còn em 2 triệu nhá. Con này hát và nghe là hay nhá. Bây giờ phần 2 nhá, em tháo rất để bác cùng ngắm. Chào mừng các bác và anh em, anh Nguyễn đang giới thiệu về một cặp loa siêu VIP đến từ Mỹ, hãng Sequin Mega, có model là V30D. Thì đây là một dòng loa sở hữu bát 40 và tép kèn. Thì với dòng loa này, một dòng loa quá nổi tiếng tại thị trường Việt Nam rồi, chơi được hai nhiệm vụ. Một là nghe nhạc cực kỳ hay, chơi sâu nhá, mắt đánh sâu, đánh mềm, uy lực và hát karaoke để cho giọng ca thoáng bay rộng rãi. Lý do nó sở hữu một con tép kèn từ 14 bác nhá, họng 14.4. Thì ngày nay em về được một đôi trong tình trạng đẹp xuất sắc. Ngay bây giờ em sẽ cùng nhau đi quay thật kỹ. Có nhu cầu thì bác liên hệ với em nhé. Thế đây mà dòng loa có thể nói là cao cấp trong cái thương hiệu của Sequin Mega. Đấy. Thùng cái hình vuông, thùng gỗ cao cấp đó nhá. Là bọc lỉ. Cái này rộng nó là 61, sâu là 40, cao là 83. Công suất của nó là từ 250W cho đến 600W. Rất dễ dàng ghép phối với những chiếc âm ly hoặc là cũng đẩy nhá, rất dễ dàng. Thùng trên là hai ngăn. Ngăn trên là chứa thép mà có giá đỡ thép đó nhá. Ngăn dưới là tà ly, tức là thùng tán âm. Nó sẽ mở rộng âm thanh ở trên dưới trái phải đó. Đó này. Em quay kỹ nhá, cái này em đôi quay kỹ. Bác nào có nhu cầu chốt chốt, bởi vì cái này tháo một ngại nhá, tháo một lần thôi. Đấy. Lỗ thông khí phía dưới đây. Anh em xem đây. Lễ đẹp quá nhá. Cái lễ giống như lễ kéo choàng căn bộ cốp hồi xưa ấy, rất là đẹp đúng không? Thùng chắc chắn, vuông vắn. Vào đây là phía sau thông số quá nhá. Con này nó là V30D. Đấy. V30D. Bát 40 tép kèn. Có hai chiếc bánh, một là Vulcan tép nhiều. À playback tép ít. Hỗ trợ hai cổng vào. Đây là series này, đây. Series của nó đấy. Sequin Mega. À, xuất tại bang American. Tức cái đời này ở American mới nhá. Rất đẹp. Phân tần thì phân tần đẳng cấp rồi. Phân tần của Sequin nó cái chung ấy, nó không khác rồi. Đấy. Phân tần nó thì nó phân tần nó đặc trưng riêng, không giống thằng nào cả. Riêng Vega. Và cả cái mút đệm nó thế, Mega có đặc thù chung ấy nhá. Nó giống nhau kiểu đấy. Đấy. Phần tần rất đẹp nhá. Zin hết cho bác 100%. Và quả tép quá ấn tượng. Bây giờ cái phễu dài tầm nửa mét. Từ từ là từ 14 họng 4.4 Sequin Mega. Led căng đỏ au đúng không ạ? Tình trạng zin nguyên bản nhá. Cái này nó đít là đít nhôm. Đấy. Đít nhôm mà nhá. Rất đẹp. Mà nó lối này là lối kèn này, đây là tất cả gang mà. Cái này nó pha hai vấn đề, một là cái họng này họng gang và pha nhựa đấy, họng gang pha nhựa rất dài, quá đẹp luôn ạ, đúng không, xuất sắc. Về cặp bát của nó
Tôi nhìn đây. Thì Queen Vega bây giờ nó có một cái biểu tượng là một cái loa offer này, gân đỏ. Đấy, gân đỏ rất đẹp, bằng huyết với nhá. Gân đỏ bằng huyết. Bát 40. Đấy, đây là từ với nhá. Con này từ khoảng 16 thôi. Mã đây. Modern 153EV 25 mã này. Sri Low này, 8 ôm này. Và hãng con này. Dòng này các bác không phải nghĩ đâu. Zin hết cho các bác luôn nhá. Bằng huyết. Nói chung về dòng xe Queen này, nếu bác nào tín đồ nhìn thấy cổ bác ngay đúng không? Nó bao giờ là xương thẳng và xương nhôm. Đấy. Cái đặc thù BV thì anh em biết rồi. Đặc thù GB, đặc thù của EV và đặc thù của thằng xe Queen. Đây tất cả nhá. Tình trạng bóng lưỡn đây. Anh em xem. Đề làm tắp. Em quay một lần nha, anh em nào có nhu cầu chốt chốt em phải mua đôi thôi. V30D nhá. V30D. Đấy. Em đang bán đôi em nhá, giá cực kỳ hợp lý. Là 20 triệu bao ship tặng một cọc dây. Bác nào nhu cầu thì là 2 triệu nhá, 20 triệu bao ship tặng một cọc dây, bao hay, bao phê, bao chuẩn, bao zin tất cả các anh nhá. Đó nhá. Ừ các bác.